Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 16 tháng 6 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón một đoàn bác khách hàng đến từ Hải Dương. Bác về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong buổi sáng ngày hôm nay, bác lựa chọn được một chiếc âm ly Sansui 5000X. Vâng, sản phẩm thì đã được khách hàng cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trải nghiệm khi những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Vâng, khi khách hàng đồng ý mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng mới làm những clip đăng lên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết. Vâng, chiếc âm ly Sansui 5000X tại thời điểm này thì có giá 26 triệu cho chiếc đẹp như vậy. Rất đẹp luôn. Vâng, và bên cửa hàng thì vẫn còn một chiếc cũng có giá tiền rẻ hơn chiếc 5000X này. Để những vị khách hàng có nhu cầu mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng xin làm một clip ngắn như vậy thông báo những sản phẩm đã có chủ trong các ngày. Và bên cửa hàng thì còn rất nhiều những sản phẩm về audio. Và như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn, cửa hàng cũng đã trưng bày ra trước mắt quý vị và các bạn. Sau clip này, cửa hàng sẽ test hàng gửi cho những vị khách hàng đã có danh sách đặt hàng trong ngày hôm qua. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng cũng làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết chiếc âm ly Sansui 5000X cũng đã có chủ. Và cửa hàng cũng xin kết thúc clip tại đây. Vâng, và xin kính chào, hẹn gặp lại. Vị khách hàng xin được giấu tên. Xin kính chào và hẹn gặp lại nhé.